Đó, ăn nhậu đi. Lúc này không có tiếng nha. Một ngày trôi qua. Mẹ cứ kiếm chuyện với nhau trừng phạt hết. Một ngày mất 13 đồng bạc, 14 đồng bạc. Tra tấn. Biệt thư là bí Here we go. Ai bị thương không thì điều trị. À, ủa lại nghèo nữa rồi gì.
gì? Tối thua hả? Trời ơi.
nha. 102 anh thì đầy rồi. Let's do this. Tay hai ba này. Cũng lâu thế nè. Đây, chuyện đi. À, ngày hết 13 đồng bạc ạ. Hai ngàn, 100 là một đồng bạc, 2.000, 20 đồng bạc à.
4 đồng bạc 80 rưỡi 7. Có chưa? Cái này có rồi. Điều trị gì đây? Sói cấp 10 cấp 8 vậy. 10 cấp 8 chịu khỏe. Xuống tạc đồ vô không? Gì đây? Thi đấu K6 cấp 8
gì đây đấy. Chợ đen bữa coi có gì không. Tới 90 đồng bạc mình có 88 quá. 50 á. À, đồ xịn này. Thì đâu ra có mua đây mình còn có 107 mình mua cái này.
lên chơi. Thì số anh cược 2.000 là 20 bạc, 2.000 là 20 bạc, 20 bạc. Here we go. Đi. Cố lên. Ồ. Oh, làm liền. Gì đây? Gian lận chết cái gì chéo bốn ba hai tay
ông chủ đóng. Ok. Nhau đi. Chung à? Sang và ngồi cùng bạn. Thôi không kiếm thêm được người ta, có 16 người ngoài đấy.
tôi sẽ cho mày yêu nhau thoải mái. Đấy. Không có cái vũ khí cho con mày. Cái gì đây? Không đúng. Đây. Chứ đầy mẹ rồi. Lại thua cho phe rồi. Thôi. Trời ơi.
mì nước không ạ? Lùng dữ vậy. Ôi, làm sao để kiếm được tiền ta? Kiếm tiền khó quá.
lên. Lên, cố lên, cố lên. Mày. 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 Khó nhỉ. Lê mấy em ơi, hết tiền rồi đó. Bắt đầu. Ui hồi cấp đi bạn. Kiếm được nhiều tiền hơn. They will feel my fury. Không cho mình vô đấu nhỉ, khinh thường nhỉ. Cấp 6 lận ạ. Mình đang có cấp 10. Sao ta? Gì đây? Gì đây? Này là gì? Cái hình là gì đó?
đông thế nhỉ? Mình đây 1.000. Thôi. Kiếm được 57 đồng bạc tiền. Okay.
Đi solo mà nó. Ui. Sao nhỉ? Đi sọ. 3 tiếng. Trời ơi, tôi nghèo quá vậy. Mẹ 16 thằng mà yêu nhau dữ vậy. Ê, thương. Nào được thương không?
ra. Mình giải thoát nô lệ này. Quay vậy. Đây cố lên em, hãy kiếm tiền về đây. Trời đây gì đây, tìm đâu ui được nguyên set luôn này, ngon dữ trời. Level 6 là 7. Level 6 10 19 thắng được ba. Không bị thương luôn á, đỉnh vậy. Gì đây, gì cả. Trời sáu lần đấy, cứ gửi đây với tao win. Trời ơi, trời ơi. Chó rứa cấp 10 mà để đánh kỳ chơi. À đây là bị gãy chân này hay gãy tay gì này, à thì là vậy.
Thế là mình bị bệnh gì đó. Có tiền để mà ấy nhục chứ. Ra mày đấy. Còn này có cái ui ui đúng không? Coi ra chợ đặt đồ coi. Đồng vàng 30 yeah. Có tiền là được. Một đứa đi được, hai đứa đi được, ba đứa đi được, đứa đi được. Có cái nào mà ba đứa đi không? Ba đứa đi này. Chỉ huy này. Nguyên bộ sao biết đây là cái gì ta?
Here we go! Lại nghèo nữa, thua trở về thôi. Thua thì lần sau cố gắng thôi, biết sao giờ cãi nhau cái gì. Còn điều trị đi về chị thương đi, chị thương, chị thương gãy cái tay à. Khó dữ trời. Không dư nổi luôn á. Tìm về ra hiểu gì đây, thấy thằng cấp 6 à. Here we go. Để chiến đấu. Everyone be careful. Ui sợ. Ôi, con mạnh nhất thì nó lại đang đi đánh nhau rồi. Hãy
Trời. Yeah, cái con mạnh nhất thì nó đang bị ảnh nhậu rồi. Cố lên. Giải này chắc lớn này, cố lên. Mình đâu? Mình đâu? Ủa, đồng thế. Mình đâu? Đây 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 đây. Thi đấu lớn đầu tiên. Rồi đánh đi, không nói nhiều. Ô mình thắng à? Đẹp thế này. Ơi còn thằng kìa, bị chết kìa, hay quá, tuyệt vời, hai trận rồi, tiếp tục sống. Mình đây đúng không? À mình phải đợi à. Chọn của mình thôi, mình thắng rồi, không có gì để suy nghĩ nữa. Thời à, ui sao nó mạnh vậy? Thôi. Trời ơi. Người lớn tuổi là sao? Dịch cái đéo gì ở bên đây nô lệ này. Đấy, mình không biết. Bắt đầu sao giờ? Con
vòng mà chẳng qua. Trời thôi, trong cũng có tiền. Chi phí một đứa chết rồi. Thiên cáo à? Tiền đâu ý chán không ý cũng mang được mớ đồ về này. Chín mười lăm mười chín hai sáu cái này đau mẹ ơi. Hai tay you
6 gì. Xem. Mày đâu? Tao ăn cung á, tao ăn cung. Có chạy lên núi, có chạy lên, có chạy lên núi, có mà chạy lên núi. À da, đừng cái này, không ra, cái bẫy cái né này bẫy ra. À, hồi sinh rồi, hồi sinh. Mày. Chạy thì đâu mới luôn thấy đúng không? Ở đâu rồi? Đấy. Thằng nào dùng cung nữa nhỉ? Được. Chưa qua. Vậy. Chấp nhận thử thách. Bắt đầu. Uya. Trời ơi. Ghê vậy? Dạ. Đẹp.
chết rồi. Trời ơi, hết tiền. Khổ dữ trời. Thách đố nhau à? Ấy, sao mình không đánh? Sao mình cực tìm mình ta? Everyone, be careful. They will feel my fury.
bay chờ bên cực biển. Ui. Ui. Mà thôi mẹ. Mẹ chơi em nghĩ sao nó mang thằng bán quân đi ạ. Chơi cái dế mày. Quên một đồng vàng lận. Bỏ đi.
bốn chơi ba liên đấy. Mất 3 ngày để thi à? Gì vậy? Thôi mò vậy. Ấy cũng được cái gì? À mình hiểu rồi, vậy là cái màu đây là cấp bậc chúng rồi, mình hiểu rồi. Cấp 8 màu đỏ mạnh hơn rất là nhiều. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ui khó. Đây thì nó không cho mình chơi.
quầy thời nhé. À từ từ ngó lại ngó lại. Chúng ta phản ta này mình không biết nữa. Ui mẹ anh em body ngon nhỉ. Hai tay hai ba cái này gì đó nếu mà đúng như vậy thì xin lỗi đây mà con này phải vậy ta. Tại sao thằng này màu đỏ màu xanh này có ba màu đỏ đây mới là màu đỏ đúng vậy ta. Cảm giác đó. Trăm rưỡi ui ui mẹ cái bán kiếm tiền ngon chưa ở nhà đi. Mẹ nó cả đúng như vậy sao? Đúng ta, nô lệ hay là cái này nó phân theo chưa hiểu cái đoạn này sáu tám ê nó lệ này thì một đứa vậy ngồi đi chín bạc
tay. Bao quanh nó. Nhanh lên. Này, láo, láo. Okay. Okay, tất cả. Gì đây? Có gì đâu. Ê thôi à. Ôi, tay gấu. Tay gấu được 3 đồng. Nhà gấu được 2 gấu được nhiều này. Ê. Thử đã. Này. Gì? Trò chơi. Hai đứa thôi. Gì đây? Thư tống tiền từ người miền Bắc, chết mẹ rồi. Thấy có ai nhà ra. Đít. Chết rồi. Chết rồi.
có 5 thằng là đây. Ôi. Mẹ 5 thằng, mình có 2 thằng. Mẹ nó me lúc mà mình không có ai nhà đi ạ. Mặc dạy. Hai thằng ở nhà làm cái gì? Thì chị thương đi. Ui, tấn công luôn ban đêm này đéo. Ui, chung là mười mấy luôn hả? Tất cả. Ôi, chung là mười mấy lần luôn. Xém thua rồi. Còn gì nữa không? Đi cướp xe này ngon nha. Rồi mẹ đi. Giờ chuyển sang đi cướp rồi mẹ. Thì đây. Cứ kệ em. Qua hai đứa rồi. Thì đây everyone be careful. Here we go.
vũ khí hai tay nhỉ? Gì đây? Ui ui, ghê vậy. Cái bowling này không chơi bowling, thôi cứ giữ đi. Còn 22 bowling bạn chưa. Hồi đó này à, áo choàng à, mua cái rồi. Thank you.
cấp bán cái vũ khí hay trời. Ồ, vậy có khi là đúng đấy nha. Vũ khí nó quá biệt. Xe hàng nó không lắm lắm
1, 2, 3, 4. Chung là 1, 2, 3, 4. Ok. Nếu mình không có cái gì à? À vừa rồi mình bắt nô lệ thôi. Đây, đây. Không luôn để suy nghĩ. Ui bắn kìa. Chạy. Chạy theo. Sứ rồi xác nhận. Ồ đây nè, chắc phải đi cướp mới giàu được. Ui. Một đứa gục rồi. Đây có được cấp 8 kìa. Thế thua à? Thua à? Nước mắt thần thương thương kỳ vậy. Hơi.
Là đấy. Rồi, đa số bị thương hết rồi.